Đại sư ạ. Dạ. Dạ, con kính nhảnh đệ sư ạ. Dạ, mà hỏi. Các vị hỏi kỹ trạch xem lại cái... Dạ, con kính nhảnh đệ sư ạ. Trạch xem lại cái hỏi cho các vị tin nhận và dựng đó. Chúng ta tiếp theo cái phần lộ sắc á. Ngày hôm trước một cái phần lộ sắc ở đây các vị học viên thì chúng ta có nắm được hay không? Nếu mà các vị có vị nào mà chưa có nắm được thì tôi sẽ lặp lại để các vị dễ nắm các cái diễn tiến của các cái phần sau thì nó cũng tương tự như vậy. Đại loại là cái sắc pháp đó, được chia thành bốn nhóm lấy từ bốn cái nhân sanh. Chúng ta có sắc pháp do nghiệp sanh, sắc pháp do tâm sanh, sắc pháp do vật thực sanh và sắc pháp do cái điều kiện môi trường sanh, hay còn gọi là cái sắc nhiệt lượng, cái sắc quy tiết. Và dù sắc pháp được sanh từ nguyên nhân nào thì khi mà một cái sắc pháp sanh lên thì có nhiều thành phần sắc pháp cùng chung có mặt, chứ không có một cái đơn vị sắc pháp đơn lẻ. Trong trường hợp này nó cũng giống như là khi mà một cái tâm sanh lên thì cũng đồng thời nó có những cái đặc tính của tâm, chúng ta gọi đó là những cái sở hữu. Chứ cái tâm không có thể sanh lên mà chỉ không có những cái đặc tính của nó. Cũng như vậy là ở trong các cái đặc tính tâm chúng ta có những cái đặc tính chung nhất như là cái nhóm sở hữu biến hành. Thì những cái đặc tính này đó thì khi mà sanh lên thì như là một cái tâm đơn giản nhất là ngũ song thức, thì tối thiểu nó cũng phải có 7 cái đặc tính biến thành đó. Thì đối với trong sắc pháp thì chúng ta có một nhóm và luôn luôn có mặt cùng với một cái đơn vị sắc pháp khác, chúng ta gọi đó là cái nhóm bất ly. Vậy thì từ cái những cái nhóm sắc nghiệp, sắc tâm, sắc nhiệt lượng hay sắc vật thực, tất cả những cái thành phần sắc pháp nào khi mà một sanh lên á, thì đều phải có cái nhóm bất ly. Lấy ví dụ như là cái nhóm sắc nghiệp thì chúng ta có chính cái loại sắc mà do nghiệp sanh, trong đó như là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, tỷ thiệt thân. Thì mỗi cái nhóm sắc pháp sanh lên như vậy đó thì nó luôn luôn là nó đi cùng với một cái nhóm bất ly. Như vậy là cái sắc pháp đó nó sẽ cùng với nhóm bất ly tạo ra thành ra chính sắc. Riêng đối với sắc nghiệp đó thì sắc nghiệp do nghiệp tạo, và mỗi cái sắc pháp như vậy đó nó có cái chúng ta gọi là cái mầm sống của cái sắc pháp, của cái sắc pháp động vật. Và cái mầm sống đó, đó thì gọi là cái sắc mạng quyền. Và do vậy cái nhóm sắc nghiệp khi mà sanh lên á, thì luôn luôn là có chính cái thành phần sắc pháp cộng với một cái thành phần sắc nghiệp. Ví dụ như là cái sắc thần kinh nhãn khi mà sanh lên như vậy đó thì nó sẽ có 8 sắc thuộc nhóm bất ly cộng với sắc mạng quyền là chính. Và một cái nhóm sắc nào đó như là cái nhóm sắc thần kinh. Vậy thì sắc thần kinh nhãn sanh lên á, thì nó sẽ có tất cả là 10 đơn vị sắc pháp, gồm thần kinh nhãn, 8 bất ly và mạng quyền. Tương tự như vậy đối với các cái sắc nghiệp khác còn lại. Riêng đối với 3 cái nhóm sắc pháp như là cái nhóm sắc tâm, nhóm sắc nhiệt lượng và nhóm sắc vật thực, thì nó chỉ có 8 cái bất ly là luôn luôn phải có mặt cùng với một cái đơn vị sắc pháp nào đó.
Và cái tiến trình diễn tiến của sắc pháp mà chúng ta đang học đó là cái tiến trình diễn tiến sắc pháp của chúng sinh, cái loài thai sinh như là loài người hay là một số cái loài động vật. Thì trong ví dụ pháp nói rằng là ở trong cái thời điểm mà tái tục á, lấy ở đây chúng ta đơn cử là trường hợp của chúng sinh loài người, thì ngay trong cái thời điểm tái tục thì tâm nó không có thể và nó sanh lên đơn lẻ và nó không có một cái chỗ nương đá. Bao giờ thì tâm sanh lên thì nó cũng có cái chỗ nương, và cái này đó là do tác động của nghiệp. Và đứng về cái phương diện nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo thì trong cái nhìn đó nó không bao giờ có trường hợp mà chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử, tức là chết một cách đột ngột, chết chưa đến cái thời kỳ mà phải mệnh chung. Ở trong ví dụ pháp nói riêng và kinh điển nói chung á, là trong cái nhìn của chúng ta đó thì chúng ta thấy nó bất ngờ, nhưng mà đối với nhân duyên đó, thì khi đó nó đã khế hợp, nó vừa phải, nó không có chấm dứt bằng cách này thì nó chấm dứt bằng cách khác. Chẳng hạn giống như là một người còn khỏe mạnh vì một cái tai nạn nào đó họ mệnh chung, thì chúng ta xem đó là một cái chết đột ngột, một cái chết bất đắc kỳ tử. Nhưng về cái phương diện nghiệp báo đó thì nó đã đến cái thời điểm mà cái nghiệp nó đã chín mùi và cái thọ mạng nó đã chấm dứt. Và do vậy đó, tất cả cái chết nào nó cũng đều đã được sự khế hợp đúng mức của cái quy luật nhân quả. Nó giống như là tất cả các cái vật chất, tất cả cái sự vận hành của các cái đồ vật xung quanh chúng ta dùng. Có những cái món đồ mà chúng ta thấy nó giống như là nó còn nguyên vẹn đó mà tại sao nó hư? Thì thật ra nó trong đó nó nguyên vẹn đó mà nó còn không có vận hành được thì nó phải có một cái điều kiện nào đó mà nó không đáp ứng được, cho nên nó không có vận hành được. Thì khi mà một chúng sinh mà mệnh chung ở trong cái cõi ngũ uẩn á, thì bao giờ cái tâm á, nó cũng do cái nghiệp lực tác động mà nó tạo ra một cái vật chất, mà cái vật chất đó chúng ta gọi là cái sắc nghiệp. Và những cái thành phần vật chất đó nó là cái chỗ nương ra khởi điểm cho cái đời sống của một chúng sinh. Và chúng ta gọi những cái thành phần vật chất khởi đầu cho một cái đời sống đó chính là cái sắc nghiệp tái tục. Thì hôm trước thì chúng ta học ở trên cái biểu đồ lộ sắc á, thì ở trong cái thời điểm tái tục á, là có ba cái bọn sắc. Ở đây tôi lặp lại cái bài hôm trước này do vì có một số học viên chưa có nắm được, thành ra chúng ta chịu, những vị nào mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chịu khó nghe lại, và những vị nào mà chúng ta chưa nắm được đó, thì tôi cũng cố gắng là tôi lặp lại. Và bởi vì cái mục đích chúng ta ôn tập đó là để cho các vị làm sao nắm được cái phần này, cũng như là các cái phần cơ bản của vi diệu pháp. Chứ chúng ta học mà học nhanh là thoáng qua rồi không có nắm được thì nó cũng vô ích. Thì ở trên cái biểu đồ này á, các vị thấy được phân thành nhiều cột, trong đó có cái cột thứ ba, cái cột đầu là cái số thứ tự, cột thứ hai là chỉ cái tiến trình sinh tiến của tâm pháp, và cái cột thứ ba tức là cái sắc nghiệp khởi đầu cho kiếp sống. Thì khi mà một chúng sinh mà khi mà tục sinh á, ở cái cõi nhân loại đó, thì ở trong cái cõi nhân loại mà thai sinh, sở dĩ tôi Phật nói sư như vậy. Chưa thấy màn hình thưa sư. Ờ dạ không. Dạ. Dạ. Dạ, các vị thấy chưa? Dạ, chúng con thấy rồi. Dạ. Ở cái cõi nhân loại mà thai sinh á, là do vì cõi nhân loại nó thỉnh thoảng nó vẫn có những cái trường hợp như là hóa sinh, có những cái trường hợp là noãn sinh,
có những cái trường hợp là thấp sinh và có trường hợp là khai sinh. Khai sinh là phổ biến hầu hết, và những cái trường hợp kia đó là dị biệt, như là chúng sinh mà vào cái thời sơ kiếp và khi mà cái quả đất mà vừa hình thành á, thì khi đó đó là chúng sinh không có thể sanh bằng cái hình thức khai sinh được, là bởi vì khi mà khai sinh, hình thức khai sinh nó có nghĩa là chúng ta có cha có mẹ thì mới sinh ra được. Còn khi đó đó thì những cái chúng sinh đầu tiên có mặt ở trên địa cầu này nó thì có mặt ở bằng cái hình thức là hóa sinh, tuy rằng là cái cõi nhân loại. Rồi có một số chúng sinh vì một cái biệt nghiệp riêng cho nên là được sinh ở trong trứng và ở trong nơi ẩm thấp, như người mà nó gọi là thấp sinh. Tất nhiên đó là trong kinh kệ rằng là đó là những cái trường hợp hạn hữu do cái biệt nghiệp riêng, còn hầu hết đó là cái trường hợp thai sinh. Tuy vậy nó vẫn có ba cái trường hợp kia, cho nên khi mà chúng ta nói rằng là chúng sinh nhân loại nó thì cũng phải nói rõ rằng là đó là loài chỉ riêng là thai sinh. Thì khi mà cái thời điểm tái tục đó, tức là khi mà cái tâm tái tục, tức là cái tâm bắt đầu cái đời sống mới đó, thì đồng thời do nghiệp tác động đó, thì nó sẽ tạo ra một cái những cái thành phần vật chất để cho cái tâm nương gá, và những cái thành phần vật chất này do nghiệp tạo, và cái nghiệp tạo đó nó sẽ tạo ra ba cái nhóm sắc pháp, được gọi là cái nhóm thần kinh thân, cái nhóm sắc tính và cái nhóm ý vật. Ngay trong cái khi mà một chúng sinh mà được một chúng sinh cái thời điểm tái tục đó, thì khi đó nó là đã do nghiệp tác động, cho nên khi đó giới tính nó đã được phân định, tức là nam tính hoặc là nữ tính ở ngay trong cái thời điểm đó. Và cái ý vật đó, tức là cái thành phần sắc pháp mà làm cái chỗ nương gá cho tâm. Thì ở trong duyên hệ, khi mà chúng ta nói rằng là những cái sắc đồng sanh với tâm đó, thì khi đó chúng ta tích cái sắc nghiệp tái tục, bởi vì cái sắc nghiệp tái tục là cái sắc đồng sinh với tâm. Nhưng mà cho đến cái thời điểm bình nhật đó, thì chúng ta không có kể cái sắc nghiệp, là bởi vì từ đó về sau đó thì những cái loại sắc này nó sẽ do nghiệp ở trong quá khứ, ở trong một cái thời điểm nào đó, chứ không có cùng thời điểm nó tạo ra cái sắc pháp đó. Nó khác với trường hợp sắc tâm, là sắc tâm là do tâm tạo, cho nên khi có tâm thì nó sản sinh ra cái sắc pháp đồng sanh. Nhưng mà riêng sắc nghiệp đó, thì nó chỉ đồng sanh trong cái thời điểm tái tục. Còn cái thời điểm mà bình nhật đó, thì tuy rằng là nó vẫn có mặt song song đó, nhưng không gọi là đồng sanh, là bởi vì nó không phải là do tâm tác động, mà nó là do nghiệp và nó được diễn tiến riêng. Thì khi mà một chúng sinh mà sinh ra như vậy đó, ở cái cõi nhân loại thai sinh, thì đầu tiên vào cái sắc na sanh trụ diệt, ở đây chúng tôi lặp lại là ở trong một cái sắc na tâm như vậy đó, được chia thành ba cái giai đoạn: khởi sinh, tồn tại và mất đi, được gọi là ba cái thời, được chia thành, chúng ta gọi thành ba cái đơn vị nhỏ hơn, đó là cái sắc na tiểu, tức gồm có sanh trụ diệt. Thì khi mà một cái tâm tái tục sanh lên á, ba cái giai đoạn sanh trụ diệt đó, thì cái mỗi cái giai đoạn đó thì nó tạo ra ba cái nhóm sắc nghiệp, đó là cái nhóm thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật. Ở đây lưu ý là về cái sắc tính á, là có hai, là cái sắc tố nam và cái sắc tố nữ đó. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta kể sắc tính thì chúng ta kể thành hai, nhưng mà mỗi người đó thì chỉ có một, hoặc là nam hoặc là nữ. Và do vậy đó, trong ba bọn sắc nghiệp đó thì thần kinh thân, bọn ý vật và một trong hai cái sắc tính, tức là sắc tố nam hoặc là sắc tố nữ. Thì cái mỗi cái sắc na tiểu như vậy thì nó sẽ sanh lên ba cái nhóm này. Và cái nhóm này, ba nhóm này nó qua một cái sắc na tiểu thứ hai thì nó sẽ nhận, sẽ thêm ba. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy trên cái biểu đồ này, cái con số là cái mỗi cái sắc na tiểu đi qua nó thì nó sẽ tăng lên ba. Và mỗi cái sắc na tiểu tăng lên ba, tức là trong một cái sắc na đại đó thì nó tăng lên chín. Và nó cứ tăng như vậy, nó cứ tăng ba cho đến khi nó
đến với con số 153 là cái sắc na tâm thứ 17. Sắc na tâm thứ 17 tức là cái sắc na tiểu thứ 51, bởi vì trong một cái sắc na đại thì có ba cái sắc na tiểu. Đến cái sắc na thứ 17 đó thì con số nó, cái con số được in đậm này nè, là các vị đã thấy là con số 153. Và từ đó về sau á, là cứ như vậy là 153, bởi vì sao? Là cái sắc pháp, cái thời gian tồn tại sắc pháp á, nó bằng cái thời gian của 17 lần tâm pháp. Cho nên cái nhóm đầu tiên này, cái nhóm đầu tiên, sanh lên đầu tiên á, là đến cái sắc na thứ 17 á, là nó đã tròn cái tuổi thọ. Và nó sẽ diệt ở cái sắc na thứ 17 này. Qua đến cái sắc na thứ 18 á, thì cứ như vậy, là cái sắc na thứ 18 á, thì cái nhóm thứ hai này nè, cái ba cái sắc na mà sanh vào cái thời điểm trụ này nè, nó qua đến đây đó thì nó cũng vừa đủ cái tuổi thọ. Cho nên bắt đầu từ cái sắc na thứ 18 á, thì khi đó một ba nhóm sanh lên và ba nhóm diệt đi. Các vị nắm được chỗ này không? Dạ, thưa sư, cái nhóm mà đầu tiên là nhóm thứ 17 là nó diệt đi, là nó sẽ sanh cái nhóm thứ hai hả thưa sư? Dạ, cái nhóm lúc nào á là cứ qua mỗi cái sắc na tiểu đó thì nó sản sinh ra ba cái nhóm mới. Các vị nghe kịp dạ. không? Dạ. Và cho đến cái sắc na thứ 17 đó thì cái nhóm đầu tiên nó đã đủ tuổi thọ, cho nên nó qua tới đây nó diệt đi. Dạ dạ. Dạ, nó diệt đi. Và khi đó nó là có một nhóm nó thấy chỗ bào, cho nên nó vẫn giữ bình số là 153. Cái chỗ này có nhiều vị học viên hỏi, cho nên ngày hôm nay sẽ lặp lại là vậy đó. Ở đây các vị có nắm hết được không? Tại do vì từ cái sắc na đầu tiên, đây là nói cái sắc na tâm nha, đây là sắc cái cột bên đây nè, cái cột này nè, cái cột này là cột cái sắc na tâm. Cột này là cột sắc na tâm. Thì ba cái nhóm mà tôi đánh dấu này nè. Nhóm này nè. Là nó sanh lên đầu tiên đúng không? Nó sanh lên đầu tiên và nó tồn tại cho đến cái sắc na thứ 17 này. Nó diệt đi. Còn từ đó trở về trước, tức là từ cái con sắc na đầu tiên cho đến cái sắc na thứ 16 này á, là nó chỉ sanh lên chứ nó không có diệt. Tại vì cái tuổi thọ của cái sắc pháp nó còn, cho nên nó chỉ tăng chứ không có giảm. Nó cứ tăng ba. Các vị nhìn theo cái số thứ tự này, các vị thấy 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 đúng không? Cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy đó là nó tăng lên 3. Nó không có mất đi. Nhưng mà đến qua cái sắc na thứ 18 thì những cái nhóm nào mà nó đã sanh lên đầu tiên thì đến cái sắc na thứ 17 là nó đã đủ tuổi thọ và nó sẽ diệt. Như vậy qua đến đây là nó có diệt. Qua đến đây cái nhóm đầu tiên là nó có diệt. Và khi đó nó ba cái mỗi cái sắc na tiểu như vậy nó sẽ tăng ba diệt ba, do vậy nó giữ tròn cái bình, cái con số là 153. Các vị nắm chỗ này không? Dạ thưa sư hiểu nha. Dạ dạ, ở trong lớp hiểu hết chưa? Dạ hiểu ạ. Dạ, thì tương tự như vậy đó, đối với các cái nhóm sắc pháp mà chúng ta ở đây á,
lưu ý là khi mà nói đến cái sắc quý tiết theo tên cái biểu đồ, cái cách gọi của cái bản cũ, hay là cái sắc nhiệt lượng, hay còn gọi là cái sắc âm dương, hay là cái sắc mà do môi trường tạo, tôi cùng lúc dùng nhiều từ khác nhau để khác biệt. Tôi hay nóng không biết mở quạt các vị có nghe không? Thì khi cái sắc mà chúng ta tạm gọi là cái sắc do môi trường tạo đó, thì nó có nhiều cái môi trường sinh. Có những cái sắc pháp đó mà nó tạo ra đó là từ một cái sắc nghiệp khác. Có những cái sắc pháp đó, nó tạo, chúng ta gọi là, chúng ta tạm gọi là cái nhóm hai này nè, và nó được tạo ra từ cái ảnh hưởng cái sắc pháp do cái sắc nghiệp. Rồi cái nhóm thứ ba này đó là do cái ảnh hưởng cái nhóm thứ hai. Thì do vì nó ảnh hưởng cái nhóm kia, cho nên khi mà cái nhóm kia đó nó đã già dặn rồi đó, thì nó mới có khả năng nó tạo ra cái nhóm sắc pháp. Cho nên nó trễ hơn một sắc na tiểu. Ở đây các vị thấy là do vì cái nhóm sắc pháp mà do sắc nghiệp sanh á, cho nên nó trễ hơn cái sắc pháp, nó trễ hơn sắc nghiệp một sắc na tiểu. Tương tự như vậy, cái nhóm thứ ba này do cái nhóm thứ hai làm cái điều kiện, làm cái môi trường để nó có mặt, cho nên nó trễ hơn một sắc na tiểu. Và chính vì nó trễ hơn như vậy cho nên là nó diệt trễ hơn, nó sanh sau thì nó diệt sau, nó sanh trễ hơn một sắc na tiểu cho nên nó diệt trễ hơn một sắc na tiểu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là từ cái sắc na thứ 18, cái sắc na sinh thứ 18 thì cái nhóm thứ hai nó còn, nó tới đây nó mới diệt. Rồi cái nhóm thứ ba nó thì vào cái sắc na trụ thứ 18 thì nó mới diệt, và từ lại sau đó nó thì lại nó bình số. Còn đối với cái cột thứ tư này, cái cột thứ tư đó, tức là cái sắc tâm. Sắc tâm đó, vào cái tâm thái tục đó, thì khi đó cái tâm này chưa tạo được cái sắc tâm, mà phải qua cái sắc na thứ hai, tức là cái tâm hữu phần đầu tiên của kiếp sống đó, thì cái tâm hữu phần đó nó mới tạo ra được cái sắc tâm. Cho nên ở trong duyên hệ, khi mà nói đến cái sắc thái tục đó, thì chúng ta chỉ nói đến cái sắc nghiệp mà không có sắc tâm là vậy. Và sắc tâm đó, thì chúng ta có các cái nhóm sắc tâm, đó là cái nhóm bát thuần, tức là cái nhóm chỉ thuần túy, chỉ có tám bát ly thôi. Rồi cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm thân điệu tri, nhóm thứ ba là nhóm khẩu thinh điệu tri, và ba nhóm này nó sẽ được nhân cộng thêm với cái nhóm đặc biệt thì nó thành ra sáu nhóm. Và ở trong ở đây á, thì chỉ nói đến cái trường hợp của cái sắc tâm nhóm bát thuần, là bởi vì những cái nhóm như là cái nhóm thân biểu tri hay là khẩu thinh biểu tri hay sắc đặc biệt đó, là nó được tạo ra từ các cái như là các cái tâm động lực. Và thật ra những cái thân biểu tri như là khẩu thinh biểu tri đó thì nó không phải là những cái thành phần sắc pháp riêng lẻ, mà nó chỉ là những cái biểu hiện của một cái tập hợp của các cái sắc pháp khác. Chẳng hạn giống như là khi chúng ta nói chuyện, hay là khi chúng ta biểu lộ bằng những cái cử chỉ tay chân vân vân, thì khi đó nó là cái tay chân của chúng ta nó là một cái tập hợp của sắc pháp khác, chứ không phải là một cái sắc đơn lẻ. Do vậy ở đây khi mà nói trình bày đến cái sắc tâm đó, thì chỉ có nói lên cái nhóm gọi là cái nhóm bát thuần. Và cái nhóm bát thuần này đó, thì cứ mỗi cái sắc đa đại đó, thì nó chỉ có tạo ra được có một cái nhóm sắc tâm thôi, chứ nó khác với cái nhóm sắc nghiệp là mỗi cái sắc la đại đó thì nó tạo nó ba lần. Còn đối với cái bọn nhóm sắc tâm thì mỗi cái sắc la đại đó thì nó chỉ có tạo ra có một nhóm thôi. Thì cái nhóm sắc tâm này á, cũng như tương tự như vậy, là sắc pháp nó tồn tại bằng 17 tầng tâm pháp. Và khi mà nó cứ mỗi cái sắc na đại á, thì nó tạo được một cái nhóm sắc tâm. Qua cái nhóm sắc qua cái hữu phần thứ hai thì nó được hai nhóm sắc tâm. Và như vậy cho đến cái hữu phần thứ 17, cái sắc na thứ 18, thì cái hữu phần đầu tiên nó cái bọn sắc tâm đầu tiên đã đủ tuổi thọ, nó mất đi. Thì khi đó tương tự như là nói với cái sắc nghiệp, là một cái nhóm sắc tâm khác nó thế chỗ. Và từ đó về sau thì nó giữ con số là 17, tức là sanh lên một và diệt đi một.
rồi các cái nhóm sắc quý tiết do tâm trợ, rồi sắc quý tiết do quý tiết do tâm trợ đó, thì nó cũng tương tự như trên. Đây là cái chúng ta ôn lại cái bài cũ. Rồi chúng ta nhớ là sắc nghiệp là có 9 nhóm sắc nghiệp, 9 loại sắc nghiệp. Nhưng mà 9 loại sắc nghiệp mà khi nó sanh lên đó, thì nó theo nhóm, bởi vì một cái loại sắc nghiệp nào đó nó sẽ cùng với cái sắc mạng quyền và 8 bất ly. Cho nên ở đây ngày định sự này gọi là nhóm sắc nghiệp hay là bọn sắc nghiệp. Thì cái nhóm mạng quyền á, nó sẽ sanh trong 7 ngày bất định thời gian sau cái sắc ma tái tục. Mỗi ở đây có cái lưu ý là các vị nhớ là cái mỗi cái bọn sắc nghiệp như vậy nó luôn luôn nó có cái mạng quyền trong đó. Ví dụ giống như là cái nhóm thần kinh thân thì khi đó nó sẽ 8 bất ly cộng với mạng quyền và thần kinh thân, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ cũng vậy, là lúc nào nó sanh lên nó cũng có cái mạng quyền trong đó. Tuy vậy nó vẫn có một nhóm độc lập khác được gọi là cái nhóm mạng quyền. Thì ở trong cái chín nhóm sắc pháp này, chín nhóm sắc pháp trong mỗi cái nhóm sắc, như là cái nhóm sắc, cái bọn sắc thần kinh thân, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ đó, thì cái mạng quyền đó đó là nó nuôi dưỡng cái sinh mệnh của cái thần kinh đó. Nó giống như là trong cái thần kinh mắt của chúng ta đó, thì nó có cái thành phần vật chất để nó nuôi dưỡng cái tuổi thọ của con mắt. Nhưng mà cái nhóm mạng quyền đó, đó là cái tuổi thọ sinh mệnh chung của một chúng sinh. Thì cái nhóm bất mạng quyền này sau khi mà cái tâm tái tục sanh lên rồi đó, thì nó sẽ bất định cái thời gian trong 7 ngày đầu đó, thì nó sẽ có mặt. Thì khi mà nó có mặt lên, sanh lên á, thì khi này á, ở cái đầu tiên á, thì chỉ có 3 nhóm thôi. Cứ mỗi cái sắc na như vậy, cứ mỗi cái sắc na đại đó thì gồm có 3 cái sắc na tiểu, và mỗi cái sắc na tiểu á, thì nó sanh lên 3, sanh lên 3. Nhưng mà khi mà có mặt của cái sắc của cái nhóm thứ tư tư rồi đó, thì khi đó đó là nó sẽ cộng thêm một nữa, tức là hồi nãy đó là chúng ta có con số bình số là 153, nhưng mà bây giờ đó thì có thêm một cái nhóm sắc nữa, cho nên là nó sẽ sanh hai mà nó sanh hai mà nó mất một, cho nên nó thành ra tăng một. Ở đây các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp chỗ này không? Là khi có nhóm mạng quyền sanh lên thì khi đó nó không phải là con số 153 nữa. Bởi vì trước đó đó là con giữ con số 153 là bởi vì những cái sắc nào mà nó đã đủ tuổi thọ rồi, qua cái sắc na thứ 18 đó thì nó sẽ mất đi. Thì khi đó có một cái nhóm mới nó sanh lên thì nó thấy chỗ, cho nên nó giữ cái bình số 153. Và khi mà có cái nhóm mạng quyền sanh lên nữa đó, thì khi đó là nó sanh lên hai mà nó diệt đi có một thôi. Nó sanh lên hai mà nó diệt một, có nghĩa là qua mỗi cái sắc na đại, qua mỗi cái sắc na tiểu như vậy đó thì nó cứ tăng lên một. Thì ở đây chúng ta trên cái biểu đồ này chúng ta thấy rằng là mỗi cái sắc na tiểu đó thì từ 53 nó thành lên 54, 55, 56, 57. Và nó tăng như vậy. Nó tăng như vậy bởi vì sở dĩ mà nó tăng là do vì nó mới sanh lên, cho nên là nó chưa có mất đi. Cho đến cái sắc na thứ 17 này á, thì nó tới con số 204 á, thì khi đó nó đã đủ tuổi thọ, đã đủ tuổi mười qua 17 sắc na, thì khi đó nó là nó cứ sanh lên 4 và nó diệt 4. Nó cũng tương tự giống như là khi mà nó có 3 nhóm thì nó sanh lên 3, nó diệt 3. Khi nó đã bình số thì cái bình số ở đây là nó sanh lên 4 và nó diệt 4. Rồi các cái nhóm còn lại đó thì nó cũng tương tự như vậy.
Rồi cái nhóm vật thực thì nó cũng sanh lên bất định cái thời gian, và theo ước tính nó là vẫn bắt đầu từ cái tuần lễ thứ hai, thì khi đó nó là cái sự sống của chúng sanh nó đòi hỏi phải có cái vật thực nuôi dưỡng. Thì cụ thể nó là cái phôi thai đó, nó cần cái dưỡng tố từ bên ngoài, tức là từ bà mẹ, thì khi đó nó có nhóm vật thực nó sanh lên. Thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này á, ở đây chúng ta cũng không có bận tâm để nhớ cho kỹ, mà để mà chủ yếu là chúng ta hiểu. Thì ở trên cái biểu đồ này đó, thì cái nhóm vật thực nó sanh lên đó, thì nó cũng giống như là trường hợp của cái sắc nghiệp, tức là mỗi cái sắc ra tiểu đó, thì nó sản sinh ra một nhóm. Ở này sắc vật thực đó, thì nó chỉ sanh một nhóm thôi. Trong cái thời điểm này đó thì nó cũng tính là cái nhóm bát phần, tức là không có kể cái phần sắc vật thực đặc biệt. Thì trong cái bát phần đó đó thì nó khác với cái sắc tâm. Sắc tâm á, thì mỗi cái sắc ra đại đó thì nó chỉ tạo ra một nhóm. Còn đối với sắc vật thực đó thì mỗi cái sắc na tiểu nó tạo ra một nhóm. Nhìn trên cái biểu đồ này thì các vị cũng hiểu. Rồi khi mà bọn trở lại đó thì trên cái dạ. Dạ bạch sư ạ, sư con chưa được học phần này bao giờ, sư giảng chậm một chút ạ. Dạ dạ hay nhanh đó các vị. Dạ sư giảng hơi nhanh so với con ạ, là con sư giảng chậm cho con. Dạ dạ. Sư an nghỉ ạ. Vâng. Dạ. Thì trước hết đó là các vị biết rằng là cái sắc, chúng ta gọi là cái sắc pháp, ở đây chúng ta nói riêng cái sắc pháp trong cái thân của mình thôi, là cái sắc pháp trong thân của mình á, là nó do bốn cái nhân sanh theo vi diệu pháp, tức là do nghiệp tạo, do tâm tạo, do cái điều kiện, cái môi trường, cái điều kiện nó tồn tại giống như cơ thể của mình, vì nó có cái này cho nên nó sản sinh ra cái kia, vân vân. Rồi cái thứ ba nó là do cái vật thực, tức là do cái thức ăn của chúng ta ăn vào, và cái vật thực ở đây nó là kể cho tất cả, từ cái nước thức ăn rồi nước uống cho đến cái dưỡng khí như là cái hơi thở ra, hơi thở vào, tất cả mà cái gì mà nó nuôi dưỡng cơ thể được đó thì được điều kể là vật thực. Thì cái trong cái lộ sắc đó là chỉ ra cái tiến trình sinh diễn của các cái thành phần vật chất trong cái thân của cái thân nhân loại. Ở đây chúng ta đang nói về cái thân nhân loại mà những chúng sinh thai sinh, tức là cái loài mà cái cách sinh, cái cách tái sinh phổ biến nhất của con người. Thì cái vào cái thời điểm thái tục đó thì nó sẽ cái nhóm sắc nghiệp nó sanh trước, rồi kế đó nó là những cái sắc là do từ cái sắc nghiệp tạo ra, rồi kế đến nhóm sắc tâm, rồi thứ ba đó là nhóm vật thực. Thì ở trên cái biểu đồ này đó thì chúng ta thấy rằng là cứ tùy theo cái nhóm sắc nghiệp, tùy theo cái nhóm sắc pháp, như là cái sắc nghiệp đó thì nó có cái tiến trình sinh diễn khác, tức là qua mỗi cái sắc na như vậy đó thì nó sẽ sanh ra 3 lần, và trong 3 lần đó mà chúng ta chia thành trong 3 cái sắc na tiểu. Ở đây không, tôi nói cái sắc na tiểu, sắc na đại, không biết các vị có nắm được không. Thật ra cái sắc na tâm là nó chỉ có một thôi, mà sở dĩ mà phân ra cái sắc na tiểu, sắc na đại ở đây là muốn chỉ ra một cái đơn vị chia nhỏ ra, là cái thời gian mà khi mà tâm sanh lên, rồi cái thời gian mà cái tâm tồn tại, và cái thời gian tâm mất đi. 3 cái thời gian đó nó được gọi là sanh trụ diệt. Và để diễn đã tả cái thời gian đó đó thì chúng ta có một cái đơn vị khác gọi là cái sắc na tiểu. Thì do vì cần phải phân chia đến cái sắc na tiểu như vậy, là bởi vì trong đó có những cái thành phần sắc pháp mà nó được sinh ra cả 3 cái giai đoạn của cái tâm pháp, cho nên cái tâm pháp cần phải chia ra làm 3 để thể hiện rõ. Cái sắc pháp đó thì trong khi mà một tâm sanh lên đó, thì nó cả 3 giai đoạn khởi sinh, tồn tại và diệt đi, thì nó đều sắc pháp đều sinh. Có những cái sắc pháp như là sắc tâm, thì khi mà một cái sắc na sanh lên đó, thì nó chỉ tạo ra được cái một nhóm sắc tâm thôi.
Ở đây các vị không có hiểu chỗ nào à? Đầu tiên á là khi mà chúng sanh tái thục đó, thì khi đó đó là về sắc nghiệp đó, thì nó có ba nhóm, mà mỗi cái sắc na tiểu đó, thì nó sanh lên làm ba, nó cứ tăng lên ba, tăng lên ba, và cho đến khi mà nó đã đủ tuổi thọ mà nó diệt đi, thì khi mà nó diệt đi đó thì có cái nhóm khác đó, nó vừa sanh nó thế chỗ vào. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà chỉ có ba nhóm sắc nghiệp đó, thì nó có một con số 153, đó là bình số, tức là ba cái nhóm này khi mà nó đã đủ tuổi thọ rồi đó thì nó là tròn 153. Và từ đó về sau đó, thì cứ một nhóm sanh lên thì một ba nhóm sanh lên, ba nhóm diệt đi, cho nên con số 153 nó vẫn phải không thay đổi. Nó không thay đổi về con số, nhưng mà sắc pháp quá thì nó vẫn sinh diễn liên tục. Tức là mỗi cái trong cái cơ thể của chúng ta nó là cái từng cái sắc na như vậy đó, là sắc pháp quá là luôn luôn là nó khởi sanh và nó diệt đi, và nó diệt nó vô thường trong từng cái sắc na như vậy đó. Thì khi mà có bốn nhóm lại sanh lên đó, thì chúng ta có bình số là 204. Rồi khi mà bắt đầu cái tuần lễ ước chừng thôi, ở đây là chỉ ước chừng, khoảng chừng chứ nó không có chính xác. Rồi ở đây là bất định sát na, tức là ước chừng khoảng cái tuần lễ thứ 11 á, thì khi đó nó sẽ có thêm bốn cái nhóm sắc nghiệp nữa, là nhóm nhãn, nhóm nhĩ, nhóm tỷ, nhóm thiệt sanh lên. Thì khi mà bốn cái nhóm này sanh lên á, thì chúng ta thấy khi mà chỉ có bốn nhóm sắc nghiệp đó thì cái bình số là con số 204. Nhưng mà khi mà có bốn nhóm mới sanh lên đó, thì cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy đó thì nó tăng thêm bốn. Nó tăng thêm bốn là bởi vì nó mới sanh ra, cho nên là nó không có gì, nó không có bị diệt đi. Nó tương tự giống như cái trường hợp đầu á. Ở bên đây là các vị coi, các vị xem lại, là ở bên đây á, là nó bình số là 204, tức là bốn nhóm sanh lên, bốn nhóm mới sanh lên, thì trong đó là bốn nhóm cũ nó diệt đi, cho nên nó vẫn duy trì con số là 204. Và cho đến khi mà có bốn cái nhóm sắc khác sanh lên á, thì có nghĩa là tám nhóm sanh lên mà nó chỉ diệt đi có bốn, cho nên là cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy là nó tăng lên bốn. Nó tăng cho đến khi nào nó đủ con số, nó đủ tuổi thọ thì lúc nó diệt. Thì khi đó nó sẽ là tám nhóm sanh lên và tám nhóm diệt đi. Cho nên con số, bình số của nó là 408 và không thay đổi. Cho đến khi mà chúng sinh mệnh chung, hoặc là ở trong cái đời sống nào đó mà mình bị cái khiếm khuyết, chẳng hạn giống như là một số người vì cái bệnh tật nào đó mà cái thần kinh nhãn chúng ta bị hư, hay là thần kinh nhĩ bị hư, thì khi đó nó mất đi một nhóm sắc nghiệp. Ở đây toàn là những cái con số không, nhưng mà nếu mà các vị để ý thì các vị cũng có thể hiểu. Ở đây các có vị nào không hiểu được không à? Để tìm cách nào để cho các vị hiểu này. Bây giờ các vị nhớ này, là cái sắc pháp á, cái tuổi thọ nó dài bằng 17 lần cái tâm pháp. Nhớ vậy chưa?
sắc pháp đó là cái tuổi thọ nó dài bằng 17 lần cái tâm pháp. Cho nên khi mà một cái nhóm sắc pháp sanh lên, ba cái nhóm sắc pháp sanh lên á, thì nó sẽ tồn tại suốt 17 sát na tâm nó mới diệt đi. Rồi các vị cứ nắm cái nguyên tắc đó, một cái nhóm sắc pháp mà nó sanh lên á, thì nó sẽ tồn tại đến 17 sát na tâm nó mới diệt. Dạ thưa sư, sư đang để màn hình gì ạ? Thưa con chỉ thấy cái logo ạ. À, các vị chỉ thấy cái logo thôi hả? Dạ. Dạ. Các vị, tôi lặp lại là cái sắc pháp đó, tuổi thọ cái sắc pháp nó bằng 17 lần tâm pháp. Các vị cứ nắm cái nguyên tắc đó. Và khi mà một nhóm sắc pháp nào nó sanh lên thì nó sẽ tồn tại cho đến hết 10 cái thời gian bằng 17 lần cái sắc na tâm thì nó mới diệt. Và đối riêng về cái sắc nghiệp á, thì cứ mỗi cái sắc na đại, tức là mỗi cái sắc na tâm á, nó sanh lên á, là nó 3 lần nó sản sinh ra cái nhóm sắc nghiệp. Trong 3 lần đó nó sản sinh ở cái thời gian sinh, cái thời gian trụ, thời gian diệt, và chúng ta gọi cái đơn vị đó là sắc na tiểu. Một sắc na đại đó thì gồm có 3 cái sắc na tiểu, mà cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy thì một nhóm, 3 cái nhóm sắc nghiệp nó sanh lên ở cái giai đoạn tái tục. Và cứ do vì mỗi sắc na tiểu mà cứ sanh lên 3, thì chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy rằng là nó cứ tăng lên 3 như vậy, thì cho đến cái sắc na thứ 17 á, thì nó đủ tuổi thọ thì nó diệt đi, thì khi đó là nó sẽ tăng 3 và nó diệt 3. Có nắm được cái chỗ này không? Phải nắm chỗ này thì chúng ta mới hiểu rằng khi mà nó tăng 4 thì nó diệt 4, khi nào mà nó tăng 8 thì nó diệt 8. Dạ thưa con hiểu chỗ này rồi thưa sư. Dạ dạ, các vị có nắm đó không? Dạ 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 hiểu rồi sư. Dạ con. Dạ dạ. Thì tương tự như vậy đối với các cái nhóm sắc pháp còn lại. Cho nên hôm trước tôi ban đầu tôi định là cái nhóm sắc, cái độ sắc này đó, thì chỉ cho các vị có một ngày là vậy đó. Bây giờ tiếp tục là đây, chúng ta cố gắng là chúng ta học hết cái lộ sắc đi, lo là cố gắng học. Rồi, cái trên cái tờ thứ 5 này đó, khi mà cái lộ ngũ sanh lên đó, thì sắc tâm đó, từ ngũ song thức đó, nó thiếu đi một cái sắc na. Và cho đến khi mà sắc na thứ 18 thì đủ lại. Cái điều này có nghĩa là do vì đó, khi mà ngũ song thức sanh lên, ở đây chúng ta nói chung là ngũ song thức khi mà nó sanh lên đó, thì nó chỉ có một trong 10 cái tâm này sanh lên, tức là cái nhãn thức, quả thiện hay quả bất thiện gì đó thôi. Thì khi mà cái ngũ song thức này sanh lên á, do vì cái tâm ngũ song thức đó, nó không có tạo ra được cái sắc tâm, cho nên khi mà ngũ song thức nó sanh lên đó, thì ngay cái thời điểm đó sắc tâm nó mất một nhóm. Nó mất một nhóm cho đến khi nào mà cái nhóm kế nó sanh lên đó, là nó đủ cái thời gian 17 sắc na tâm đó, nó già dặn rồi đó, thì khi đó nó mới trở lại bình số là 17. Ở đây các vị nghe kịp không? Bởi vì lúc trước á, trước đó đó là nó cứ sanh lên một mà nó diệt một, cho nên lúc nào nó cũng là 17 hết. Khi nó đã đủ số rồi đó thì nó sanh một, nó diệt một quá là nó đủ 17. Nhưng mà đến sang cái ngũ song thức á, là ngay cái thời điểm đó nó là nó diệt đi mà nó không có sanh, tại vì ngũ song thức nó không tạo được tâm.
cho nên từ đó vì sao là nó thiếu đi một, nó thiếu đi một cho đến khi mà nó đủ tuổi thọ 17, trải qua 17 sắc tâm rồi đó, nó mới trở lại bình số là 17. Chỗ này chỉ riêng cái nhóm sắc tâm thôi. Rồi đối với một vị nhập, ở đây là cái tiến trình sinh diễn danh mang cái sắc pháp của một vị nhập thiền diệt, thì chúng ta biết rằng là vị nhập thiền diệt đó là vị đó không còn tâm. Chính vì không còn tâm như vậy đó cho nên là không có sắc tâm, bởi vì cái sắc tâm là do tâm tạo. Nhưng mà không có sắc tâm á, không có tâm á, thì do đó là cũng không có sắc tâm. Vậy thì khi mà ở trên cái biểu đồ này á, thì chúng ta thấy rằng là các vị còn thấy màn hình đúng không? Dạ thấy thưa sư. Khi mà một vị tu thiền á, hoặc một vị nhập thiền diệt á, thì khi mà cái tâm thiền, cái tâm khi mà bắt đầu mà vị đó đã, cái tâm thức đã diệt, có thể sao cái biết là tôi không biết được. Các vị coi là cái dòng này nè, là khi mà cái tâm thiền, cái tâm quả sanh lên á, thì ở đây là không tâm, ở đây là không tâm. Ở đây là không tâm. Thì khi đó cái nhóm sắc tâm á, nhóm nào mà nó đã đủ tuổi thọ rồi đó, nó tới đây nó đủ tuổi thọ rồi đó, thì nó sẽ diệt đi. Nó đủ tuổi thì nó diệt đi và nó cứ diệt dần. Những cái nhóm sắc tâm trước đó đó, nó tới cái gì, cái khi mà tâm không còn tạo ra cái sắc tâm nữa, thì những cái sắc tâm trước đó đó, hãy mà nó cứ đủ 10, nó tồn tại 10 đúng 17 sắc na đại rồi đó, thì nó cứ diệt dần. Nó diệt dần cho đến khi mà nó không còn sắc tâm, tức là qua đến cái sắc na thứ 10, sắc na thứ 19 đó, thì nó không còn sắc na thứ 19 đó, thì cái sắc tâm không còn. Thì ở đây là do vì khi mà tâm không còn rồi đó, thì cái nhóm sắc tâm á, nó chỉ có diệt dần chứ nó không có cái nhóm mới sinh ra, bởi vì không còn tâm tạo ra nữa. Và cái nhóm nào mà nó đã đủ 17 sắc na rồi đó thì nó diệt đi. Ở đây các vị có hiểu không? Các vị có hiểu chỗ này không? Dạ thưa sư hiểu thưa sư. Dạ. Dạ dạ. Rồi tới khi mà nó tăng lại đó, thì nó tăng giống như là cái thời kỳ bắt đầu, cái thời kỳ của chúng sanh bắt đầu thôi. Tức là khi mà vị đó có tâm á, khi vị đó xả thiền ra đó, à, khi vị đó xuất thiền á, thì cái tâm tăng lại, vị đó có tâm. Thì khi mà vị đó cái tâm có lại đó, thì cứ mỗi cái sắc na đại đó, thì nó tạo ra một nhóm sắc tâm. Rồi tương tự cái tâm hữu phần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cứ mỗi nhóm trôi qua như vậy đó thì nó tăng lên, nó tăng sắc tâm cho đến khi mà nó được 17 cái sắc tâm rồi đó, thì cái nhóm đầu tiên á, cái nhóm đầu tiên đến đây á, thì cái nhóm đầu tiên đến đây á, thì nó đến đây nè, đến đây á, thì nó diệt, nó đến đây thì nó diệt rồi đó, thì nó khi từ đó về sau á, thì nó cứ sanh một, nó diệt một, nó trở lại cái bình số. Nó giống như là cái thời kỳ mà cái tâm, cái thời kỳ mà cái thời kỳ đầu.
Rồi cái khi mà chúng sinh mà trong cái thời kỳ cận tử á, là trước khi mạng chung á, nói về cái sắc nghiệp á, là các vị nhìn cuối này nè, đây là cái tâm tử, tức là cái tâm cuối cùng của kiếp sống. Cái tâm cuối cùng của kiếp sống này đổ ngược về trước 17 sắc tâm, thì do vì cái nghiệp tạo, cho nên là cái nghiệp nó đã ấn định cái thời gian của chúng sinh đó hết tuổi thọ. Cho nên là trước đó 17 sắc na tâm á, là nó chỉ diệt đi chứ nó không có sanh ra. Thì khi đó nó bình số là cái sắc nghiệp á, là 8 nhóm sắc nghiệp, 9 nhóm sắc nghiệp, nhưng mà mỗi người á, thì chỉ có 8 hoặc là 5 hoặc là nữ, cho nên là 8 nhóm sắc nghiệp. 8 nhóm sắc nghiệp này đó, do vì nghiệp nó đã ấn định cái thời gian, cho nên trước đó 17 sắc na tâm, trước khi tâm tử sanh lên, thì lúc đó là cái sắc nghiệp nó không có tạo ra nữa. Và những cái sắc nghiệp nào mà đến cái sắc na thứ 17 tính ngược lại từ tâm tử, thì nó đủ số, nó đã đủ tuổi thọ rồi đó, thì nó chỉ diệt đi chứ nó không có tạo ra. Cho nên trên cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ thấy 408 thì nó giảm dần, cứ qua một cái sắc na tiểu đó thì nó mất đi 8 nhóm, cứ qua một cái sắc na tiểu đó thì nó mất 8, cho đến cuối cùng á, nó còn lại là chỉ có 8 cái, nó chỉ còn lại 8, và 8 này nó sẽ mất đồng thời với cái tâm tử. Riêng đối với cái sắc tâm, riêng đối với cái sắc tâm mà nếu mà chúng sinh mệnh chung bằng cái lộ ngũ môn, thì chúng ta thấy rằng là cái lộ ngũ môn mà do vì tới cái khai ý môn là nó bị mất một con nó mất một nhóm, tới khai ý môn là nó không có tạo ra được cái sắc tâm, cho nên khi mà khai ý môn mà sanh lên đó, thì từ đó về sau đó, nó giữ con số 16 16 16, là bởi vì hễ còn tâm đó, thì nó tạo ra sắc tâm, thì còn tâm thì nó tạo ra cái sắc tâm. Nhưng mà khi mà đến cái tâm tử sanh lên đó, thì nó chưa kịp bình số đó, thì cái tâm tử đã sanh lên. Cho nên nếu mà một chúng sinh mà mệnh chung bằng cái lộ ngũ môn, thì cái tâm khi đó, đó thì về sắc tâm đó, nó chỉ còn có 16, không có 17. Lý do vì cái lộ ngũ môn nó trải qua cái khai ngũ, nó trải qua cái ngũ song thức, không có tạo sắc tâm, nó tương tự giống như là trường hợp hồi nãy. Còn cái lộ ý môn thì nó không có ngũ song thức, cho nên trong cái lộ ý môn này thì về sắc tâm thì nó là vẫn là 17 cho đến khi mà cái tâm tử sanh lên. Chỉ ở đây chỉ khác là cái nhóm sắc nghiệp thì nó cũng tương tự như hồi nãy, tức là trước đó 17 sắc na thì nó không có tạo ra nghiệp, nó không còn tạo ra cái sắc tâm kéo dài cái đời sống của chúng sinh nữa. Do đó mà mỗi cái sắc na tiểu quá, thì cái 8 nhóm diệt đi, nó cứ diệt 8, diệt 8 cho đến cuối cùng còn 8 nhóm còn lại đó, thì nó diệt cùng một lượt với cái tâm tử. Còn các cái nhóm sắc còn lại đó, như là cái sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo, hay là rồi sắc vật thực á, thì nó vẫn còn duy trì, nó không có thay đổi giống như là cái sắc nghiệp. Mà nó sau khi mà một chúng sinh là mất đi rồi đó, thì từ đó về sau á, nó sẽ diệt, nó cũng theo cái nguyên tắc, tức là cái sắc pháp nào mà nó đã đủ cái tuổi thọ rồi đó thì nó sẽ diệt đi, và từ đó về sau nó không còn sanh lại. Và khi đó, khi mà đối với một cái tử thi đã mệnh chung rồi đó, thì khi đó nó chỉ còn lại một cái sắc gọi là cái sắc nhiệt lượng, hay là cái sắc quý tiết. Và cái sắc này đó là do cái điều kiện môi trường mà nó sinh diễn, chứ nó không có do bị tác động bởi nghiệp tâm, và nó không còn tác động bởi nghiệp và tâm nữa, nó giống như là vật vô tri vậy.
Rồi. Như vậy thì đó là chúng ta đã ôn tập xong cái phần lộ sắc. Tất nhiên là trong cái phần này á, là các vị nào mà chúng ta còn thắc mắc á, thì chúng ta vẫn cứ hỏi cho đến khi nào mà các vị nghĩ là các vị hiểu thì thôi. Bởi vì cái mục đích của cái lớp học này á, là để ôn tập cho các vị. Và thật sự thì ngày hôm nay tôi giảng bài tôi giảng cũng không có nổi, nhưng mà các vị có hiểu được hay không? Dạ hiểu được thì con sẽ coi Đã, thêm đã. nghe lại. Dạ. Thì cái các Dạ vị thưa cứ nắm một cái các vị nắm một cái nguyên tắc là các vị sẽ tính ra là cứ mỗi cái nhóm sắc pháp á, là nó chỉ có tồn tại bằng 17 lần tâm pháp. Và các vị nhìn lại trên cái biểu đồ đó là các vị sẽ hiểu ra cái con số, và con số này chúng ta nói là giống như là không phải học phi pháp mà chúng ta đang học toán vậy đó. Là tại sao, thế nhưng là tại sao có con số 508, con số 153, là bởi vì cứ mỗi cái mà nó tăng 3 như vậy đó thì nó sẽ là cái con số đó, và nó mỗi cái sắc na thì ở đây chúng ta lấy ví dụ gì cho nó dễ hiểu, tức là chúng ta nói riêng về cái sắc nghiệp thôi, thì cứ mỗi cái sắc na tiểu như vậy đó, nó tùy theo giai đoạn mới vừa tái tục đó thì nó chỉ có ba, thì cứ mỗi cái sắc na đại đó thì nó ra chín, mỗi sắc na tiểu ra ba thì mỗi sắc na đại ra chín, thì cứ như vậy đó thì nó cứ lũy tiến tăng dần, mà nó tăng dần đó thì nó theo cái nguyên tắc thì đến khi mà nó đã đủ tuổi thọ 17 sắc na tâm thì nó diệt đi, thì chúng ta có cái con số đó. Ở đây tôi nghĩ rằng là nó không còn là ví dụ pháp mà chúng ta nó giống như là toán vậy đó, đang lấy cái máy chúng ta bấm thì chúng ta sẽ ra con số đó. Dạ thưa sư, vậy nhưng mà cái bọn sắc tâm rồi có kế bên là bọn sắc quý tiết do tâm trợ, rồi bạn bọn sắc quý tiết cho tâm trợ nữa là hai lần quý tiết, là con chưa có hiểu cái đoạn trên này thưa sư. Chọn cái nó có nhiều trường, cái quý tiết ở đây đó, chính là cái sắc mà do cái môi trường khác nó có. Đầu tiên đó, chúng ta nói cái sắc nghiệp, thì khi mà cái sắc nghiệp sanh lên á, nó tạo ra cái môi trường để cho một cái loại sắc khác sanh lên, thì cái sắc pháp mà từ nghiệp sanh lên á, thì chúng ta gọi đó là cái nhóm quý tiết. Dạ. Tôi nắm được cái chỗ này chưa? Được rồi thưa sư. Rồi cái nhóm thứ hai á, cái nhóm dạ. thứ ba đó là nó do cái nhóm thứ hai này tạo ra, thành ra nó hơi dài dòng. Đầu tiên á, là cái nhóm quý tiết do nghiệp tạo, cái nhóm quý tiết do nghiệp tạo á, chúng ta gọi là A. Con nghe kịp dạ. chưa? Rồi cái nhóm quý tiết thứ hai đó là nó do A tạo, cho nên nó do A tạo chứ phải do nghiệp tạo nha. Không phải, nói chính xác hơn là nó nhờ A mà nó có, chứ nó không phải là do A tạo. Ở đây chúng ta hiểu rằng là nó giống như là cái dây chùm gửi mà nó nương gá vào cái thân cây khác mà nó sinh trưởng, chứ không có nghĩa là cái thân cây khác nó sinh ra cái chùm gửi, nhưng mà nó là cái chỗ nương. Chứ lặp dạ. lại là cái nhóm sắc pháp mà do nghiệp nương vào cái sắc nghiệp mà nó sanh ra, tạm gọi là cái nhóm A. Và cái nhóm kế bên đó là cái nhóm B, tức là cái nhóm này nó do vì nó nương vào cái nhóm A mà nó sinh ra, cho nên gọi là sắc quý tiết, do quý tiết, mà cái quý tiết này do nghiệp tạo, cho nên nó hơi dài dòng một chút xíu. Tương tự như vậy đối với cái nhóm sắc quý tiết do tâm tạo, rồi cái nhóm sắc quý tiết do cái nhóm quý tiết mà tâm tạo đó nó sanh. Cô nghe kịp chưa? Dạ thưa sư con hiểu rồi. Trời ạ. Dạ thưa sư cho con hỏi là cái phần mà sắc mạng quyền á thưa sư. Lễ thứ nhất dạ. mà khi mà bỏ sắc mạng quyền sanh lên á. Mà dạ. con chưa hiểu cái phần mà là sanh hai diệt một á. Sư giảng làm con phần đó là. À
sanh hai diệt một như thế này, là trước đó đó là nhóm sắc pháp có ba thôi đúng không? Dạ dạ dạ. Thì khi mà cứ mỗi cái sắc na mà nó mỗi cái sắc na tiểu đó thì cái nhóm sắc pháp nó sản sinh ra ba. Nhưng mà đến cái sắc na thứ 18 trở đi đó, thì cái nhóm nào mà nó đã đủ tuổi thọ 17 rồi thì nó diệt. Và từ đó về sau đó là nó sanh ba mà nó diệt ba. Cho nên nó có bình số là 153. Cô nắm được chỗ này chưa? Dạ, dạ con hiểu phần đó. Tại cái phần đó ví dụ mà trường hợp 17 sắc na đại thì có 51 sắc na tiểu. Khi mà sắc na thứ 52 sanh lên thì sắc na thứ nhất bị diệt đi là bình số là 51. Sắc na tiểu dạ. Sư. Dạ. Bị đứng mà. Cô hỏi xong. Thế là con rồi tới. Là con nói dù mà nói sư dạ. Dạ, rồi đến cái sắc na thứ mạng cái nhóm thứ tư cái nhóm mạng quyền sanh lên. Dạ. Thì khi mà nhóm mạng quyền sanh lên á thì cô cứ giữ nguyên cái nhóm kia. Cái nhóm kia là nó đã bình số 153, con hiểu chưa? Dạ. Thì cái nhóm mạng quyền nó sanh lên rồi đó thì khi đó mạng quyền nó mới sanh ra cho nên cái tuổi thọ nó còn non cho nên là nó cứ mỗi cái sắc na tiểu nó cứ tăng chứ nó không có giảm, chưa đủ tuổi cho nên nó chưa mất. Yeah. Thành ra khi đó nó là cái nhóm mà nó đã bình ổn rồi đó là nó sanh ba nó diệt ba. Còn riêng đối với nhóm mạng quyền á là nó chỉ sanh chứ nó không có diệt. Và do đó cộng với mạng quyền á là nó sanh hai và nó diệt một cho nên là nó tăng một. Yeah. Cô nghe kịp chưa? Dạ. Yeah. Yeah. Chỉ cho đến khi mà nhóm mạng quyền nó đã đủ tuổi thọ rồi thì khi đó nó mới có cái diệt. Và khi nó diệt đó nó thì nó trở lại giống như cái nhóm ba, tức là nó sanh lên bốn mà nó diệt bốn, sanh bốn diệt bốn, và tương tự như vậy cho đến khi bốn nhóm sắc thiệt còn lại đó thì nó sanh lên đó, thì buổi đầu á thì nó sanh lên bốn, nó sanh lên tám mà nó diệt bốn cho nên nó cứ tăng bốn cho đến khi mà nó đã bình số nó đủ tuổi rồi đó thì nó sanh tám diệt tám. Dạ dạ con hiểu rồi. Dạ các vị học viên có nắm hết chỗ này không? Dạ có. Dạ dạ cứ như vậy đó, còn vị nào không có nắm rõ đó thì buổi sau tôi lặp lại riêng cái sinh diệt của sắc nghiệp, còn các cái sắc còn lại chúng ta hiểu tương tự như vậy. Dạ dạ con cảm ơn sư. Dạ. Và các vị lưu ý rằng là cái mục đích chúng ta ôn tập đó là làm sao để cho các vị nhớ dễ nhớ vi diệu pháp là một, và cái điều nào các vị không hiểu đó thì các vị phải hỏi, chứ các vị cũng không hỏi nữa nó cứ tồn nghi đó rồi cái nó chồng chất rồi mai mốt là học các phần trên không có hiểu nữa. Mà thật ra thì đôi khi lâu lâu chúng ta mới có thể chúng ta ôn tập thôi, còn mà sau cái lớp ôn này đó thì bản thân sư cũng chưa biết khi nào sư mở cái lớp ôn tập nữa. Rồi ở đây là có các vị học viên do vì ở xa cho nên đôi khi có những cái lớp học ở tại chùa các vị không có tham dự được, thành ra có những cái phần các vị không học. Chứ thật ra thì trong một cái thời gian rất là dài ở chùa có những cái lớp vi diệu pháp lớp vi diệu pháp cơ bản đó, thì những cái phần này có lẽ là lặp đi lặp lại cũng nhiều lần, nhưng mà do vì hầu hết là hồi xưa đó là không có dạy online cho nên những vị ở xa ta học không được, thành ra có những cái vấn đề nó còn mới mẻ. Thì ở trong cái lớp này đó là tôi muốn là làm sao để mà các vị bổ khuyết những cái điểm đó, cho nên trong lớp này nó không có nhiều người cho nên nó hoàn toàn nó đủ thời gian để cho vị học viên nào mà chúng ta không có hiểu được thì các vị hỏi. Chứ tôi ôm mà các vị không có hỏi rồi các vị không có nắm bài được thì tôi ôm nó cũng nó mất công tôi. Dạ trong lớp con chưa có học sắc pháp. Dạ. Trong lớp học tụi con chưa có học lớp ba lộ sắc pháp qua lần đầu tiên con học nên con muốn hiểu kỹ con hỏi là dạ. Cái chỗ nào mà các vị không hiểu là các vị mạnh dạn hỏi. Dạ. Dạ con xin dạ. Sơi. Dạ. Sơ có ý kiến dạ. Sơ. Tại dạ. Con thấy các bạn đó con xin nên cho xin file để có chuyện đăng lên để giống như là để nhìn kỹ, nhiều khi là cái bảng là tuy là con số nhiều khi học viên cái này dạ. Cái này con coi con tải về từ cái trang Phật giáo Nguyên Thủy
giáo quân thủy chấm com đó của chùa Bửu Quang á, thì có cái tài liệu này. Dạ, rồi các vị in ra, cái thật ra thì cũng nếu mà các vị tư tưởng là các vị đã có sẵn. Tại tại vì thực sự là cái lộ sách này tụi con chưa hề học qua luôn, chưa hề học qua mà nhiều con số nữa, tụi con chưa thấy cái tài liệu này luôn, nên bởi vì tụi con không biết. Ồ vậy hả? Tại sao Hồi học qua. Hồi nói giờ chưa học cái sách nhiều. Các vị học nhiều quá. Chưa thấy luôn hả? Chưa thấy chưa sư. Bởi vì sư học cái bản này. Sư ơi. Đạo sách này nó mới quá à. À, ơi, hành chi cô mấy cô đang nghe được của nó. Dạ. Dạ. Dạ mà lại con vẽ là nguyên cái bản đó con chưa có hiểu cái dạ và con có. Bởi vậy thưa sư, sư nói mà tụi con hiểu chậm là lý do như vậy đó sư. Dạ. Dạ vậy nhờ chân chân chụp lại mấy cái bản hay là viết lại hết chân. Không không, các vị tìm lại cái này để tải file vậy. Giáo Nguyên Thủy, trang Phật giáo Nguyên Thủy.com. Dạ. Thì trong đó là cái phần bản ví dụ pháp đó, là ở chùa Bửu Quang đó, là đưa hầu hết các cái tài liệu của ngài Tịnh Sử đó, thì các vị tìm cái phần vô tỷ pháp tập yếu. Dạ, cái ví dụ pháp ở cái phần này tôi tưởng là các vị đã học một lần rồi, cái nhờ ông thoáng qua. Thì con chưa hề nhìn thấy lần đầu được nghe. Thực sự là con chưa học bao giờ ạ. Dạ dạ. Cái này mới con nhìn giống như lúc con chưa học lộ trình tâm mà dạy con cũng không hiểu. À như vậy các vị nhớ cái địa chỉ website đó không, để mà các vị tải về cái phần điện, cái bản điện tử. Dạ. Còn không á thì các vị có thể liên lạc cái chùa Bửu Quang, các vị tìm lại cái quyển vô tỷ pháp tập yếu của ngài Hòa Thượng Tịnh Sử á. Thì trong đó cũng có. Dạ, dạ cái phần dạ. Này nhờ Trân, dạ nhờ Trân kiếm tài liệu giùm và dạ, chia sẻ lên trang web luôn thưa sư. À, dạ, dạ cái bên mấy vị học viên này con mới vừa đánh theo lời sư vậy đúng không? Dạ. Con biết anh đâu? Con trên nhắn cho cháu, nếu mà sư không tiện coi thì lát con nhắn riêng cũng được. Con phải trình theo con mới hiểu mới theo kịp. Cho nên là các vị mà học á, các vị cứ mạnh dạn các vị hỏi. Chứ các vị mà cứ im lặng thì tôi tưởng là các vị nó lắm bài rồi. Con thấy nghiệp xấu quá trời. Dạ. Thế là vừa học á vừa theo dò theo lộ trình tâm thì sẽ giảng phải coi theo lộ nghe xin mà con mới vậy thì cô chắc coi nhà cô Trân con nghĩ tìm cái link đó hoặc là không biết thì hỏi đại sư thật giống cái cơm. Dạ thưa sư, ở đây con mới tìm tài liệu, con thấy có rồi, con có cuốn sách này á, để con chụp hình con gửi lên trên room cho lớp à. Giống y chang cái của sư. Dạ dạ. Ờ đó dạ, mấy con Phật tử mà trẻ trẻ nó nhanh nhẹn nó giúp giùm trong lớp. Dạ. Cái phần này là cho các vị biết rằng tôi phải dùng cái bảng này chứ cái này mà tôi vẽ tay thì các vị khó nhìn luôn, tại vì các vị thấy con số thằng dịch như vậy thì là cần phải có cái là có cái bản có cái biểu đồ sẵn là tiện. Như vậy thì tuần sau á, tuần sau vẫn trở lại trong cái lộ sách này. Sao vẫn trở lại trong cái lộ sách này? Chị Hoa bị ồ quá chị Hoa. Ủa chị gắn bằng phone mà đâu có gì đâu ồ. Dạ con, chúng con cũng cảm ơn sư nhiều lắm, để sư đã soạn bài ôn lại cho chúng con. Dạ cái cái ví dụ pháp đó, mình cần phải học kỹ là bởi vì đây là cái chìa khóa để mà mình hiểu cái thằng kinh rõ hơn, nó không có lầm lẫn giống như là một người uống thuốc mà người ta biết những cái thành phần của cái viên thuốc nó như thế nào
Còn nếu mà chúng ta chỉ biết là uống thuốc mà ta nói thuốc đó là thuốc nhức đầu hay thuốc trị gì đó, mình uống như vậy đó đôi khi nó có cái nhầm lẫn. Mà thí dụ giống như là một người có kiến thức y học, người ta nắm được những cái thành phần đó ở cái lọt lạc, thì cũng vậy cái ví dụ pháp, tức là chúng ta học về những cái thành phần của cái cấu trúc cái pháp hành. Khi Đức Phật ngày thuyết về cái pháp môn nào đó thì được phân tích ra những cái thành phần này đó, để chúng ta khỏi cái lọc lạc. Chính điều đó là chúng ta cố gắng chúng ta học ví dụ pháp. Và ở đây nếu mà chúng ta học xuyên suốt thì chỉ trong khoảng một năm như vậy đó, thì các vị ở đây chúng ta sẽ có được cái căn bản. Còn sở dĩ mà khi mà mình học không có trong thời gian dài mà không có cái căn bản là do vì mình học ở một nơi một ít đó, mình không có hệ thống hóa được đó, thì mình không có nắm được. Thì trong cái phần ôn tập này đó, thì sư sẽ cố gắng làm sao để các vị hệ thống hóa được cái phần cơ bản. Và nhờ cái phần cơ bản này thì mình sẽ học được cái phần khác nó dễ dàng. Rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Dạ con kính chúc con kính thiền sư. Dạ con kính thiền sư buổi học hôm nay ạ. À. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Chào các vị sư rồi lắm.